chấn động, loạt quán ăn đường phố Việt Nam có tên trong Michelin vui. Sau thời gian dài âm thầm khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng các quán ăn ngon nổi tiếng ở Việt Nam, vào tối ngày 6 tháng 6 hàng loạt quán ăn đạt danh hiệu Michelin vui đã chính thức được công bố tại Hà Nội. Cũng trong buổi vinh danh này, sách đỏ đã gắn sao cho 4 nhà hàng và đưa vào danh sách Michelin vui 103 nhà hàng, quán ăn khắp hai thành phố sôi động bậc nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, danh sách được Michelin công bố khiến nhiều người hoang mang vì những cái tên khá khó hiểu. Đầu tiên là hạng mục Michelin Select, danh sách nhà hàng được Michelin đề xuất. Tiếp theo là hạng mục Bib Gourmand, danh sách quán ăn ngon với giá cả phải chăng. Michelin Việt Nam đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi công bố thêm danh sách Bib Gourmand tại hai thành phố lớn tại Việt Nam. Nhiều hàng phở, quán ốc, cơm tấm được ưu ái lọc vào danh sách này. Bằng chứng là 11 trên 29 quán phở ở trong Michelin vui lần đầu tiên, có vẻ tiêu chí đánh giá của danh sách này khá thích món ăn truyền thống nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài ra, bún chả cũng là cái tên thứ hai sở hữu nhiều quán ăn nhất, cuối cùng là hạng mục được mong chờ nhất, danh sách nhà hàng đặt Michelin star, danh sách nhà hàng nhận sao Michelin. Với danh sách nhà hàng đặt một sao Michelin danh giá, bốn cái tên được xướng lên vừa có nhà hàng sang trọng tại khách sạn 5 sao, vừa có nhà hàng lọc tốt 50 châu Á và những nhà hàng được trao sao chính là Anan Sài Gòn, Gia Restaurant, Hinaba Bikoki và Tầm Vị. Thế nhưng, câu chuyện bún bò và bánh mì không hề lọc vào danh sách này, điều này khiến cho hội yêu ăn uống vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, danh sách vẫn là một hướng dẫn được rất nhiều người quan tâm. Thêm vào đó, cẩm nang ẩm thực Michelin được nhận định là một bước khởi đầu mới của nền ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.